Hoot hoot! Horology is my cat. Diggy is my name. Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và ngày hôm nay, Mỡ sẽ mang đến cho anh em cái gameplay của cái vị tướng Diggy. Đây có lẽ rằng cũng là cái video clip đầu tiên mà Mỡ làm về gameplay của Diggy ở trên kênh YouTube của Mỡ. Và Diggy ở trong cái trang phục xịn xò nhất của cái con chim lùn này, đó chính là cái trang phục cú thông thái. Và trang phục có thể nói là special mà nhìn cứ như là epic vậy. Và khẳng định với anh em rằng là cái trang phục này á, mà thêm cái hiệu ứng hoạn cảnh động động một tí là nó y hệt cái skin epic luôn. Và ok là đầu game chúng ta chung vào chúng ta phá cái vị tướng Linh này đã anh em nha. Bởi vì như anh em có biết là ở trong những trận đấu rank thần thoại thì đi team 3 bao giờ cũng là mạnh hơn team 2 rất là nhiều. Và team bạn ui, ở đây Linh thọt lắm anh em ạ. Vào chơi anh em. Mẹ, không ăn được bùa luôn này. Vãi nồi. Và có vẻ như là cái chiến thuật cũng đã là hiệu nghiệm rồi. Chúng ta sẽ di chuyển xuống đường dưới nha, bởi vì đường dưới đang có một cái màn cá khịa giữa Hayabusa và Alpha. Alpha với cái sự tham gia thêm của Mỡ, anh ta đã phải lùi về và cái lượng sát thương của Hayabusa là đủ. Ở đây, tầm này Mỡ sẽ không đi với hai lốt cùng với cả Yi Sang Xin đâu. Mỡ sẽ vào Mỡ phá Linh nhá, lại đặt tiếp ném ra cho mình đó là hai quả bom. Ở trong trang phục này nó là hai cái ngôi sao anh em ạ. Và anh em đừng quên rằng hai cái quả bom này nó có tầm nhìn anh em nha. Anh em thấy không ạ? Ý, Linh phát hiện ra Mỡ rồi. Phát hiện thì sao chứ, kệ thôi. Mình anh em thấy không ạ? Phát hiện thì kệ chứ. Đó, cái quả bom của cái con Diggy này là có tầm nhìn anh em nha, nó có tầm nhìn nha. Chúng ta sẽ biết được rằng là ơi phút thứ 1 phút 30 giây vẫn chưa ăn buộc bùa này, thêm cái quả mìn nữa này. Hàng Nga thì có lẽ rằng cũng sẽ không giúp Linh đâu. Hàng Nga còn không cầm mặt nạ đào đường mà anh em. Ôi Linh. Ném theo quả bom này. Ôi vui vãi nồi anh em ạ. Trần Sơn của Yi Sang Xin được kích hoạt và đây để mở bắn hỏa tiễn này. Piu, u không trúng. Không trúng nhưng không rào. Và thế là ui, thế là cái bùa này lại thuộc về cho Yi Sang Xin à. Thơm. Sẽ có sự can thiệp của Alpha, nhưng mà anh ta biết được rằng Mỡ di chuyển ra, cho nên Mỡ ném cho mình đó là cái quả bom thời gian vào đấy. Và ôi, giao tranh sẽ được nổ ra, nhưng Yi Sang Xin là người có bùa xanh. Anh ta lướt đi với cái chiêu thứ nhất của anh ta, miễn nhiễm được cái hiệu ứng khống chế và thoát được khỏi cái lượng sát thương. Team bạn tập trung 4 thành viên ở đây. Và đừng quên rằng trong trận này team bạn còn có cả tanker Layla anh em nha. Cô ta đã gục được cái vị tướng Hayabusa rồi. Nhưng mà hình như là Layla đang khá là xanh, nhưng mà Mỡ không biết rằng cái vị tướng cái vị tướng Linh thì ở đâu. Không biết rằng là cái anh chàng Linh ở đâu rồi. À, anh ta ở đường trên rồi. Không biết rằng anh ta đã cái level 4 chưa. Anh ta vừa có một cái màn cá khịa nhẹ đến từ vị trí của Khalid. Khalid đi solo đường trên anh em nha. Hình như là Linh vẫn chưa level 4 đâu anh em ạ. Khổ vãi nồi. Thề với anh em, Diggy là một trong những cái chất tướng mà ở thời điểm hiện tại cùng với cả Angela là một trong những cái chất tướng thuộc vai trò hỗ trợ được pick nhiều nhất nhì ở trong những cái trận đấu rank cao. Và cái tầm ảnh hưởng của con Diggy, ui mới level 3 anh em. Và cái tầm ảnh hưởng của con Diggy ở trong những cái trận đấu rank cao thực sự phải nói với anh em là nó không phải dạng vừa đâu. Bởi vì cái chiêu cuối của Diggy như anh em đã xem ở trong cái video clip, ui bật chiêu cuối không kịp. Dù anh thời gian đã được Mỡ kích hoạt, nhưng mà cái khả năng dồn sát thương của Layla là quá mạnh. Giao tranh đang được nổ ra. Cố được mạng đến từ Katotkaka của Hylos và lao lên áp sát dồn sát thương đến từ cái mạng hạ gục của Layla dành cho cái anh chàng Yi Sang Xin, cái anh chàng mặc đồ chơi cùng Mỡ ở trong cái trận đấu này. Anh em ạ, cái con Diggy này thì hôm qua Mỡ đã làm cái video clip top 5 những cái vị tướng khắc chế đối phương đúng không ạ? Thì Diggy là một trong những cái vị tướng mà Mỡ đã đề cập đến trong video clip khắc chế cực mạnh những cái vị tướng mà có khả năng lao vào mà tung ra những cái hiệu ứng khống chế. Ở trong trận đấu này thì chúng ta có đó là Alpha, đó là Gatotkaka đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy là cái chiêu cuối của vị tướng Diggy này khắc chế rất rõ rệt cái vị tướng Gatotkaka. Khi mà anh ta nhảy cái chiêu cuối Kim Cang Giáng Lâm vào thì không ai bị hất tung cả. Nếu như Mỡ có cho mình cái chiêu cuối nó được kích hoạt. Và ở đây dồn xa thương có được. Ui cái con Gatot cứng thế nhở. Linh anh ta kích hoạt cái chiêu cuối nhưng mà anh ta không có bùa. Ui bắn hỏa tiễn không chính xác. Mà Linh này không có bùa thì cũng giống như kiểu cái con Fanny nó không có bùa thôi anh em bạn. Nó phế là phế cực kỳ luôn. Ok để Mỡ xem nào.
bùa xanh team bạn đã ra rồi, liệu có nên để mà lấy không nhỉ? Để từ từ nha, có anh em ạ, có có từ từ nha, từ từ, bùa xanh thì chắc chưa ai ăn đâu. Mọi sẽ di chuyển xuống đường dưới này, thảy nhẹ cái quả bom xuống để xem là có alpha đấy không. Có nhưng mà cái lượng máu này của alpha là có thể anh ta sẽ đứng được khá tốt ở dưới này. Quay lại đây, bùa xanh, à bùa xanh ném cái quả ngôi sao vào này. ném tiếp này Ôi, đau bụng quá. Thế là cái ông Linh này, từ đầu trận đến giờ ông ấy chưa có bất kỳ một cái bùa xanh nào trên người anh em ạ. Đấy, đi Linh là coi như Linh phế rồi. Đấy, anh em thấy không ạ? Anh em đừng tưởng chim bé mà không có võ. Chim bé mà nó có võ đấy anh em ạ. Bé ngắn nhưng vẫn có võ, đến mức mà Linh team bạn thực sự phải nói rất thèm gắt cái bùa xanh mà không ăn được. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên đường trên nhà. Mục tiêu của chúng ta sẽ là hàng Nga này. Chiêu thứ hai đảo ngược thời gian là hợp lý để mà dồn sát thương vào hàng Nga. Cô ta đang bị dồn rất nhiều sát thương, kích hoạt hẳn cho mình đó là cái chiêu cuối để mà ngăn không cho cái vị tướng Gatot Kaka anh ta kịp thon lại để mà cứu hàng Nga. Hình như là có vẻ là cái chiêu cuối vừa xong là hơi thừa, mà không sao, ở đây có Linh, không có bùa, bị dồn sát thương. Linh đang chạy trong tuyệt vọng và anh ta đã phải bay màu lên bảng đếm số mà hạ gục dành cho Yi Sang-sin. Tanker Layla xuất hiện, anh ta nghĩ rằng anh ta đủ đam để hạ gục được Yi Sang-sin, nhưng chênh nhau đến 3 level như thế này thì bố của Layla cũng ra phải là khép đít lại Yi Sang-sin rằng anh ơi, chỉ nên hạ gục con gái tôi thôi chứ đừng làm gì nó cả, tội nghiệp nó, kiểu kiểu là như vậy anh em ạ. Ok, và mặc dù ở thời điểm hiện tại đang là phút thứ 5 nhưng mà cái chỉ số KD không hề chênh lệch chút xíu nào cả. Và có một cái vị tướng đã thọt, đó chính là Linh anh em ạ, đã thọt cái bùa xanh mặc dù không ai tranh nhưng mà bị đè rất khó chịu đến từ cái con chim lùn Diggy này anh em ơi. Và như mợ có nói với anh em, ở cái trang phục cấp độ special cú thông thái của mình thì cái con Diggy này nó chẳng khác gì một cái trang phục epic cả, bởi vì cái hiệu ứng hoạt cảnh cũng như là cái chiêu số của Diggy cũng như là cái chiêu một của Diggy ấy là nó thay đổi hoàn toàn cái trang phục này ấy. Thật ra ấy là nếu như mà Moontoon họ gọi là họ kiểu hút máu chúng ta hơn á, cái này không phải là mỡ gợi ý cho Moontoon đâu, nhưng mà Moontoon hút máu chúng ta hơn á, họ lại bắt đầu chơi cái trò gọi là cái gì anh em nhỉ, đây trêu vị tướng. Họ lại bắt đầu gọi là làm cái hiệu ứng hoàn cảnh động ở con Diggy này này, sau đó thì gọi là thay đổi cái tag special bằng epic, thì thiếu điều cái skin này cũng là skin epic thật anh em ạ, thật sự phải chia sẻ với anh em là như vậy. Ok, chúng ta sẽ thảy cho mình đó là cái bom thời gian và bụi nha, để mà không cho Linh. Ok, và có lẽ rằng là Linh chắc cũng chẳng còn dám để mà ra ăn cho mình đó là cái con bùa xanh đâu. Trận này là chúng ta sẽ chơi theo kiểu Linh không bao giờ được sờ vào bùa xanh luôn. Cái chiêu thứ hai của Diggy được kích hoạt, Gatot Kaka nhảy chiêu cuối ra, nhưng mà mỡ có chiêu cuối thủ sẵn ở đây và xóa đi toàn bộ hiệu ứng khống chế đến từ cái vị tướng Gatot Kaka này. Qua đó anh ta đã phải bỏ mạng dưới tay của cái vị tướng Yi Sang-sin. Anh ta có cho mình cái triple kill, Linh không có bùa xanh, anh ta đu lên tường, nhưng sát thương của Yi Sang-sin là đủ mang về cho anh chàng mặc đồ này cái mây nhát. Rõ ràng là như vậy rồi anh em ạ. Một cái con Yi Sang-sin nó quá là xanh chì, nó được bảo kê đến từ Hylos. Và đó là cái vị tướng đây, góp đàm hỏa tiễn. Ở trên đó hình như là phát vừa xong là cái savet của ông Yi Sang-sin hay sao nhỉ? Không, cái thời gian nó là quá lâu rồi, cái thời gian để có savet là quá lâu rồi. Mà nghĩ là như vậy anh em ạ, nhưng mà vừa xong là cũng không phải cái hết đâu, quen tay đấy. Bởi vì thời gian trôi ra quá lâu rồi nên là quên mất cái mây nhắc mà lúc nãy Yi Sang-sin vừa có anh em ạ. Ui, sát thương dồn vào là khá đau đến từ vị trí của hàng Nga, nhưng liệu rằng như thế là chưa đủ. Khalid lao vào với cái chiêu cuối của anh ta và anh ta có được cái mạng của Gatot Kaka, và chúng ta đã có được cái mạng thứ 15 của bên team mỡ ở trong trận đấu này. Mặc dù mỡ đang còn khá thấp máu nhưng đừng quên rằng mỡ vẫn còn cái chiêu cuối du hành thời gian vẫn đứng đây được, và cái chiêu thứ hai, cái phép hỗ trợ hồi phục nó sắp hồi rồi. Đó đã là hồi rồi anh em ạ. Và tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển ra đường giữa nha. Ôi, cái game này thề với anh em có thể là chia sẻ cho anh em được toàn bộ những cái tố chất của con cú Diggy này trong cái việc gây ra cái sự khó chịu đến từ những cái vị tướng team bạn, đặc biệt đây là Linh. A nhảy ra chiêu cuối du hành thời gian được kích hoạt, Gatot Kaka không khống chế được bất kỳ ai cả và anh ta đã bị nằm xuống mạng hạ gục dành cho Hylos. Mỡ sẽ đánh giữ vị trí nha. Layla bị dồn sát thương, Yi Sang-sin có được mạng hạ gục, chiêu cuối của Hylos, con đường đại lộ danh vọng được đặt ra như thể là ăn mừng chiến thắng luôn anh em ơi. Và Nga đã phải cắp đít chạy về vì bị cái ngôi sao của mỡ nó đuổi về đến tận nhà luôn anh em ạ. Và con cú Diggy ở thời điểm hiện tại mỡ chơi, mặc dù cái chỉ số hạ gục của mỡ nó chỉ là 1 thôi, nhưng đây là một cái con Diggy hỗ trợ
cực kỳ mẫu mực anh em ạ. 1-0 và 11, chúng ta cầm Diggy, chúng ta chỉ cần đi theo những cái vai trò đám chính. Và đầu game nhớ rằng là chúng ta nên đi phá bùa nha, bởi vì ba những cái quả bom mà con Diggy nó được đặt ra này, cái lượng sát thương nó rất là to. Một quả thì không thấm, nhưng ba quả là thấm cũng nhiều đấy anh em ạ. Ba quả là thấm rất nhiều đấy. Ok, tiếp tục là quang bom này. Alpha anh ta bị dồn sát thương rất nhiều trong cái trận đấu này, thì mỡ còn lên được cho mình đó là cái bùa mê hoặc. Và ui, nhảy ra chiêu cuối giúp anh thời gian được kích hoạt. Gatot Kaka anh ta cứ nhảy ra mạng nào là anh ta chết phát đó. Hỏa tiễn của mỡ bắn hơi chậm, và đó là những cái mạng hạ gục thuộc về phía team bạn. Yi Sanxi anh ta có được cái mạng thứ tư ở trong cái trận đấu này, và có đó team bạn chấp nhận đầu hàng, kết thúc trận đấu ở cái khoảng giai đoạn rất sớm. Và để cho anh em xem được cái gameplay về cái con chim lùn Diggy này nó hỗ trợ là như thế nào, chim bé mà có võ anh em ạ. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.